tào lao quá. Sao mày đánh tao? Mày hát dở. Tối nay mấy anh chị từ đại học văn hóa lên giao lưu văn nghệ, chị hát đâm bay, có dẹp 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 hết đi. Khỏi văn nghệ văn ơi vậy đó. Giờ để anh Vy đơn ca, mình muốn minh họa. Nhất trí. Ok không? À, nhưng mà muốn minh họa sao mà không biết? Theo anh. Ok. Ok. Dẹp. Muốn minh họa gì mà mệt chết vậy? Dạ đang vui mà nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò. Trời đất mới... ơi, múa vậy sao mà em hát được? Vậy nó mới vui đúng không? Đúng rồi, mình là học trò, mà học trò là phải quậy biết chưa? Đúng rồi, học trò là phải quậy. Ê cô vô. Cô chào cả lớp. Học sinh. Chúng em chào cô ạ. À. Cô mời cả lớp ngồi. Dạ. Bài hôm trước cô giao cả lớp đã học hết chưa? Dạ rồi ạ. Vậy bây giờ cô bắt đầu trả bài luôn nha. Dạ. Mà hôm nay trời đẹp quá ha các em ha. Dạ đúng rồi đó con. Mỹ trả lời cô đầu tiên. Sốt sắng, xông xáo, học giỏi. Cô mời Mỹ. Dạ. Nhưng mà... Cô mời em. Mỹ kìa, Mỹ kìa. Mỹ đọc cho cô nghe bài thơ Nói Với Con của tác giả Y Phương nha. Dạ. Chân phải bước tới trà. Chân trái bước tới thầu. Làm gì có thầu chút này em? Mỹ lại chưa học bài rồi đúng không? Dạ thưa cô, hôm qua em có nằm học bài nhưng mà em chưa có kịp thuộc xong ngủ quên tới sáng luôn. Trời ơi. Thôi được rồi, Mỹ cầm tập về chỗ học lại đi. Gần thi rồi phải cố gắng hơn lên nha em. Dạ. Lớp mình có ai xung phong trả bài cho cô không? Dạ em. Cô mời Vy. Dạ thưa cô, em bắt đầu đọc bài thơ Nói Với Con của tác giả Y Phương. Chân phải bước tới cha, chân trái bước tới mẹ. Một bước chạm tiếng nói, hai bước đến tiếng cười. Người đồng mình thương lắm con ơi. Đang lờ cào ngang hoa, mắt nhà kề câu hát. Rừng cho hoa, con đường cho những tấm lòng. Cha mẹ mãi nhớ về ngày cưới, ngày đầu tiên đẹp nhất trên đời. Cô cho Mỹ được 9 điểm. Cả lớp vỗ tay khen bạn Mỹ nha. Mày giỏi quá. Các em phải cố gắng noi gương Mỹ, học tập thật chăm chỉ. Gần thi rồi đó nha. Bây giờ cô sẽ dạy cho các em tiếp tục khổ thơ thứ hai của bài thơ Nói Với Con của tác giả Y Phương. Các em cùng theo dõi sách giáo khoa nha. Người đồng mình thương lắm con ơi. Cao đo nỗi buồn nuôi chí lớn. Dẫu làm sao thì cha vẫn muốn. Sống trên đá không chơi đá gập ghềnh. Sống trong thung, không chê thung nghèo đói. Sống như sông, như suối. Lên thác xuống ghềnh, không lo cực nhọc. Người đồng mình thương lắm con ơi. Các em biết không, đây là một bài thơ mà tác giả Y Phương ca ngợi vẻ đẹp, sức sống, mãnh liệt của người đồng mình. Và hôm nay cô muốn nghe ước mơ của tất cả các em. Các em hãy lần lượt chia sẻ ước mơ của mình nha. Dạ. Con thưa cô. Cô mời Thảo trước nha. Dạ. Con chào cô và chào các bạn. Thì sau này con lớn lên, con muốn trở thành họa sĩ. Con sẽ tự tay vẽ lên quê hương mình, vẽ lên những dòng sông, vẽ những ngọn núi xa xa đằng kia. Ủa nhưng mà sao bức tranh lại có màu hồng vậy Thảo?
À, bức tranh ngọn núi này có màu hồng bởi vì đây là ngọn núi của những giấc mơ á. Thảo gọi đây là ngọn núi mơ bởi vì Thảo sẽ tô thật nhiều màu sắc hơn nữa, bởi vì là giấc mơ thì phải có nhiều màu sắc hơn nữa. Thì tuy bức tranh bây giờ chưa có được hoàn thành nhưng mà Thảo sẽ cố gắng hoàn thiện nó sớm nhất có thể. Wow. Thảo giỏi quá. Nhưng mà bây giờ tới con. Ước mơ của con. Dùng cho em á. Lên nhạc. Ấy, đi đâu vậy? Quên. Dạ thưa cô, ước mơ của em là được trở thành người mẫu. Wow. Bởi vì á, em muốn được thể hiện bản thân trước tất cả mọi người. Và em mong rằng mọi người cũng giống như em vậy đó cô. Wow, vậy là lớp mình sắp có người mẫu rồi. Wow, bạn Mỹ giỏi quá. Bạn Mỹ thì muốn làm người mẫu. Còn em thì muốn làm bác sĩ thôi cô. Vì em nghĩ á, làm bác sĩ mà sẽ cứu giúp được cho nhiều người. Em muốn góp một ít sức lực của mình nè, để khiến cho mọi người khỏe mạnh. Em muốn thấy những em bé tươi cười, những cô chú quê mình á, có sức khỏe làm việc. 2 năm trước vì căn bệnh tim của em phải ngừng lại việc học tập của mình. Nhưng mà cô đừng lo nha, tại vì á, cô chú với là anh chị đã góp cả về vật chất lẫn tinh thần để khiến em dần dần hồi phục đi học như ngày hôm nay nè cô. Em cũng muốn á, là em sẽ xây một cái phòng khám miễn phí cho người dân quê mình luôn. Lúc đó em chữa bệnh cho thôn 18, thôn 19, không có ai phải lo lắng gì hết á. Wow, nếu như mà anh Nam là bác sĩ thì em sẽ trở thành bệnh nhân. Ê cùng em liệu, ý em là anh Nam thiệt là có trái tim ấm áp mà. Thật là ấm áp. Chỉ còn Vi thôi đó. Vậy ước mơ của em là gì? Dạ, ước mơ của em. Dạ thưa cô, ước mơ của em là được trở thành cô giáo. Em muốn dạy cho các em những điều hay. Em ước mong biến những mầm non ấy trở thành những tán cây, bông hoa thật xinh đẹp. Em cũng muốn trở lại mảnh đất này để giúp các em học sinh nơi đây nữa, và biến ngọn đời mơ của Thảo trở thành sự thật. Wow, Vi giỏi quá. Vi giỏi vậy chắc chắn sẽ làm được mà, đúng không? Đúng rồi đó. Cô cảm ơn các em đã chia sẻ ước mơ của mình cho mọi người biết. Các em biết không, cô biết rằng các em chắc chắn sẽ thành công nếu như các em cố gắng học tập nè và rèn luyện đạo đức. Cô tin chắc chắn rằng các em sẽ trở thành những người giúp cho mọi người và sẽ trở thành một người thật là tử tế. Dạ, ôi. Cô. Thôi, hết giờ rồi, cả lớp mình ra về phụ ba mẹ đi nha. Dạ. Đi về thôi. Mọi người về nhà cẩn thận nha. Dạ, chào cô em về. Ê, đợi tao. Ủa, Vi, sao em chưa về với các bạn đi? Mọi người về hết rồi. Dạ thưa cô, hôm nay em học buổi cuối, ngày mai em xin nghỉ học, em gửi cô. Đơn xin nghỉ học. Ủa, em vừa mới ước mơ với các bạn cô, mà. Cô, nhà, lớp con Vi ở đây nè cô. Lớp này nè cô, lớp này. Đây. Cảm ơn mấy đứa nha. Trời ơi, cái con nhỏ này, đi học xong rồi về với con. Mẹ đợi ngoài kia nãy giờ luôn á. Nhà thì việc lăng tăng đi đi. Mà em thì ở nhà không ai coi thì đi về nhanh lên. Dạ dạ chị. Em là cô giáo của Vi. À, chào cô, sao? Dạ em vừa mới nhận được đơn xin nghỉ. Không biết là nhà mình có chuyện gấp gì không hả chị? À, tôi nói với cô nghe nè. Nhà tôi á, thì không có khá giả gì hết trơn á. Rồi anh em của Vi thì đông nữa. Lo ăn lo mặc thôi là hả, không lo nổi rồi. Vợ chồng tôi làm nông bình thường thôi, giờ lo cho nó học hành nữa, tiền đâu mà lo cho nổi. Nhưng chị ơi, Vi là một học sinh rất khá, em lại rất chăm ngoan, mà còn có ước mơ trở thành nhà giáo nữa.
Chị hãy để cho Vi được tiếp tục đi học, được tiếp tục viết lên ước mơ của em đi chị. Đúng rồi cô, cho Vi đi học nha cô. Em đi mà cô. Kêu nín ra mấy đứa này. Trời, tôi nói nghe nè, giờ tôi không biết là nó giỏi, nó siêng gì hết trơn á. Học như đó đủ rồi, biết đọc, biết viết được rồi. Giờ cho về lấy chồng đi rồi may ra có cái để mà ăn. Trời ơi, người ta chưa đủ tuổi vị thành niên luôn, bắt lấy chồng vi phạm pháp luật. Em chứ còn gì nữa. Đến đi cha. Dạ. Tôi nói cô nghe, trường mình đây, cái vùng này thì khó khăn, đi học thì xa xôi mấy chục cây số, không có chiếc xe để mà đi nữa thì đi bộ. Chị chưa kể nha, sắp tới thì vô học á hả, rồi tiền đủ thứ tiền hết trơn, thôi tiền học không có để đóng nè, tiền sách vở quần áo dụng cụ học tập, thôi tiền đâu mà lo nổi, thôi tôi về lấy chồng cho nó rồi khi nào mà nó cưới tôi gửi thiệp cho cô ha, tôi mời cô nhớ đi nha cô, nhớ đứng lại không cho về. Ủa sao ai biết. Ôi tôi nói cho cô nghe nè, ba cái ước mơ ba xàm ba lắp của mấy đứa này á hả, rồi biết khi nào mới thành hiện thực, khi nào mới giờ được tụi nó đây. Mẹ sao mẹ nói vậy, con muốn được đi học, muốn ước mơ cùng các bạn, sao mẹ không bao giờ hiểu cho cảm giác của con hết vậy. Ủa rồi mày có hiểu cho cảm giác của mẹ không, hồi nay gan quá không cho mày ăn mày học rồi mày lên mày cãi lời tao hả, không học hành gì hết trơn á, đi vậy. Dừng lại. Nè mấy đứa, để chú lo bà này, đi ra. Bà đi ra để tôi, nhanh lên. Ông hù với mấy đứa này ăn hiếp tôi đúng không? Ai đã nói hiếp bà? Nè tôi nói bà nghe nè, cái chuyện đó là từ từ, tôi kêu là tôi với bà tính sao? Tính sao? Nè tôi nói chuyện với cô giáo rồi, bây giờ nhà trường á là tạo điều kiện cho tụi nhỏ đi học dữ lắm. Với lại con mình nó thích cái gì, nó muốn cái gì thì bà chịu quá đi. Chịu cái gì mà chịu, cái vùng khó khăn vậy nè, rồi hả đi học hành được cũng có làm được cái gì đâu mà học chỉ cho nhiều. Học có chữ mới có tương lai, hiểu không? Dạ đúng rồi đó anh chị ơi, nhà trường đã và đang đầu tư cơ sở vật chất, đường xá cũng được xây lại, luôn tạo điều kiện hỗ trợ cho các em học sinh được đến trường để biết chữ, để có được tương lai đó anh chị. Đúng rồi đó, đúng cô. Rồi đó cô. Hai năm trước con bị bệnh tim, mà được làng xã, rồi trường mình nó giúp nữa, con khỏi bệnh này nè, bây giờ con đi học lại nè, mà hả con đi học con biết bao nhiêu là điều hay luôn. Mà không phải chỉ có người dân xã mình, trường mình mới hỗ trợ các em đâu, mà ở trên thành phố, các bạn sinh viên trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh cũng biết đến trường mình nè, cũng hỗ trợ rất là nhiều phần quà đến cho các em, mà còn hỗ trợ xe đạp nữa đó anh chị. Từ nay con đường đến trường của các em sẽ thuận lợi hơn. Đó, bà nhìn bên đây nè, thấy gì không? Xe đạp. Bên kia thấy gì không? Xe hơi. Cái đó của người ta không phải của mình. Ủa rồi chết quốc luôn. Nè, nhưng mà cái xe đạp này nè là tặng cho mấy đứa nhỏ để cái đường đi học á nó thuận lợi hơn, nó tốt hơn. Bà suy nghĩ cho kỹ vô đi. Ủa cô, là mấy anh chị trên Sài Gòn mình lên là để cho xe đạp mấy đứa đi học á hả? Dạ. Dạ đúng rồi, MV của mình cũng nằm trong danh sách nhận được xe đạp để đến trường đó chị. Ủa. Vậy hả? Trời, vậy mà tôi có biết gì đâu. Làm bắt nhỏ nó nghỉ học lấy chồng. Bà không đó. Ủa, mà tôi nghe nói nha, là cái cô giáo này nè, với mấy học sinh này nè, giỏi văn nghệ dữ lắm, đàn hay, múa đẹp, mà còn hát hay nữa. Không mấy á, không mấy giờ mình làm một cái tiết mục văn nghệ nhỏ nhỏ đi, mình góp vui cho mấy anh chị sinh viên, được không? Được không tụi con? Dạ. Mấy đứa hát đi. Thao. Cô chào mình cùng nhau hát bài Em Ước Mơ Sao ha. Dạ. Đang đi sao? Em ước mai đây sẽ thơ đường đâu giống em. Em ước mai đây xây nhà tình thương chở che. Vì em biết chốn trời đang khép, vì em biết nỗi đau nghiêng ngã. Em ước mong em giống như bạn em đây thôi.
Rút tỉnh Đắk Nông đang rất là mong chờ những chiếc xe đạp đến từ phía nhà tài trợ cũng như là ban tổ chức chương trình Đắk Nông Dịch Khúc Yêu Thương. Thưa quý vị, qua quá trình khảo sát thực tế và biết được những khó khăn của những em học sinh đang sinh sống tại xã Đắk Rông, huyện Cư Rút, tỉnh Đắk Nông, thì ban tổ chức chương trình đã quyết định kêu gọi quý nhà tài trợ và quý mạnh thường quân những chiếc xe đạp để một phần nào có thể tiếp thêm động lực để các em có thể đến trường, có đường đến trường của các em thuận tiện hơn, và hơn thế nữa là các em sẽ chinh phục được ước mơ của mình, sẽ bay cao và bay xa hơn. Học sinh nhận xe đạp tại trường trung học cơ sở Hoàng Văn Thụ, xã Đắk Rông. Xin mời em Hoàng Thị Hồng Duy, lớp 7A1. Em Hoàng Thị Nhung, lớp 7A1. Em Vừa Thị Xia, lớp 7A1. Em La Thanh Tuyền, lớp 7A1. Em Hoàng Thị Ngoan, lớp 7A2. Em Đông Thanh Phúc, lớp 7A3. Em Hoàng Bình Tân, lớp 7A3. Em Hoàng Văn Giờ, lớp 7A2, em Vừa A Sự, lớp 7A3 và em Hồ Văn Nguyên, lớp 8A3. Xin mời các em đứng vào những chiếc xe đạp xinh xắn của ban tổ chức chương trình. Xin được mời lên sân khấu bà Trang My Cẩm, đại diện công ty truyền thông Lan Tỏa, và ông Võ Minh Thành, giám đốc công ty DS Entertainment, lên cho xe đạp cho tất cả các em. Chỗ ngồi của mình.